Đối với nông trại Tam Nông ấy thì ngụ trên cái tổ 33 khu phố 2 của phường Thạnh Xuân quận 12. Thì đây là một cái quận mà nằm trong nội thành thành phố và đây là một cái vùng xanh mà còn sót lại duy nhất ở trong nội thành. Để hướng tới các cái hoạt động mà về với lại thiên nhiên ấy thì nông trại Tam Nông muốn tạo ra một cái không gian xanh giữa lòng thành phố. Chúng ta biết thì cái khu nông nghiệp này thì nó rộng khoảng 200 hectare. Nông trại Tam Nông thì ở trung tâm cái vùng này. Và cái hoạt động của trung tâm của nông trại Tam Nông thì hướng tới một cái nền du lịch nông nghiệp tuần hoàn. Đó thì toàn bộ gia đình chúng ta với các bé sẽ có khoảng 15 phút ra vườn rau hữu cơ ở phía đằng sau. Đấy chưa? Rồi để tìm hiểu các loại rau và yêu cầu mỗi bé là kiếm giúp hộ 5 cái loài lá rau mà 4 loài ăn được, 1 loài không ăn được. Phấn bò đúng rồi. Cái này lá này không ăn được. Rồi cảm ơn con. Ok rồi. Rồi. Ok. Các cái hoạt động ví dụ như là chúng ta trở về với quá khứ, chúng ta được xây cái xây lúa bằng các cái cối xay. Đây là cái vật dụng truyền thống của người Việt mà nó đã mất cách đây khoảng 3-40 năm, thì nông trại tái hiện lại những cái quá khứ. Rồi chúng ta sẽ được trải nghiệm những cái trò chơi như là đi qua cầu khỉ, rồi được trèo xuồng ba lá, rồi được đi bắt cá, bắt ốc theo cái phong cách của người nông dân. Và đặc biệt là chúng ta được khoác lên quần áo bà ba với khăn rằn, là một cái quần áo mà truyền thống của người dân Nam Bộ và đặc biệt người nông dân từ lâu đời rồi. Song song với những cái trò chơi dân gian ngày xưa thì chúng ta cũng sẽ được tiếp cận với những cái nền nông nghiệp hiện đại. Thí dụ như là ở nông trại hiện nay đang áp dụng cái công nghệ đệm lót sinh học, thì đây là một cái tiến bộ kỹ thuật mới của ngành nông nghiệp trong những năm gần đây. Có nghĩa là sao? Các bạn có thể vào trong cái chuồng gà, chuồng vịt, các bạn có thể bốc phân lên, các bạn ngửi không hôi. Trẻ em đến đây thì không những được tiếp xúc với những cái trò chơi dân gian, những cái nông nghiệp ngày xưa, mà các bạn ấy còn được tiếp cận với những cái nông nghiệp hiện đại. Từ đó những cái đứa trẻ nó sẽ thay đổi từ từ cái tư duy làm cái nông nghiệp và đặc biệt là theo cái nông nghiệp bền vững. Kỳ này chúng tôi đi trải nghiệm nông trại Tam Nông, mới chơi được mấy trò đu dây, đi cầu dây, rất là thích thú. Mong mọi người hãy đến với nông trại để trải nghiệm rau rất là sạch xanh, mọi người có thể hái để làm chế biến các món ăn. Dễ dàng. Mua đó. Dễ dàng. Các du khách đến đây thì hiện nay có khoảng trên 20 nước. Vừa rồi thì nông trại Tam Nông, một cái mô hình du lịch nông nghiệp tuần hoàn ấy, đã lọt vào trong cái top 10 của thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất ra Bộ Nông nghiệp để công nhận cái nông trại Tam Nông là một cái nông trại du lịch nông nghiệp tuần hoàn. Thì đây là một cái niềm rất là tự hào. Muốn phát triển nông nghiệp ấy, thì chắc chắn là chúng ta phải phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hướng tuần hoàn. Nông trại Tam Nông với cái mong muốn góp phần vào cái sự nghiệp, nông dân nông thôn và đặc biệt là cái sự nghiệp mà phát triển một cái nền nông nghiệp bền vững.